Từ thuở xa xưa, tinh hoa đất trời hội tụ thành một viên ngọc chứa đựng năng lượng khổng lồ. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã phân tách viên ngọc này thành một viên linh châu và một viên ma hoàn. Viên linh châu sẽ đầu thai thành một anh hùng cứu thế phò trợ nhà Chu, trong khi đó ma hoàn sẽ tạo ra một ma vương tàn sát thiên hạ. Để ngăn chặn thảm họa, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã hạ chú để sau 3 năm ma vương sẽ bị thiên kiếp tiêu diệt. Sư Tôn giao trọng trách cho Thái Ất mang viên linh châu tới cho Lý Tịnh để linh châu đầu thai làm con trai thứ ba của ông ta. Khi đó Thái Công Báo cũng ở đó, cho rằng nhiệm vụ quan trọng lại không được giao cho mình nên sinh lòng ghen tị với Thái Ất, nên hắn theo dõi đánh cắp linh châu. Đến phủ nhà Lý thì phu nhân của Lý Tịnh trở dạ muốn sinh. Tiên trưởng canh lúc đứa bé vừa được sinh ra để làm phép đưa viên ngọc vào bàn ấn cho đứa trẻ này sau này trở thành anh hùng chủ yêu diệt bạo. Tuy nhiên việc làm lễ xảy ra không thuận lợi. Lúc này Thái Công Báo đứng trên đài quan sát, hắn ta dùng bùa chú dán vào người hầu mang rượu có chứa thuốc ngủ mời Thái Ất uống. Vốn dĩ là kẻ bẩm rượu nên tiên trưởng thấy rượu sáng mắt ra, nốc hết cả bình và ngủ tiếp đi. Nhân cơ hội đó, tên người hầu đã đánh bắt viên ngọc màu xanh nhưng bị Lý Tịnh phát hiện. Thái Ất bị đấm vào bụng tơi tả để mong ngài sớm tỉnh dậy làm lễ cho kịp lúc. Chỉ là sau khi tỉnh lại thì Thái Ất đã quên mất mật khẩu mở bảo liên. Sau khi mở được thì linh châu đã bị đánh cắp và kẻ trộm đã ném viên ma hoàn vào bàn ấn. Tai họa lại xảy tới, đứa trẻ sinh ra lúc này mang trong mình dòng máu yêu quái. Mới đầu sinh ra có hình dáng một quả trứng khổng lồ, sau đó từ từ hô biến các chi tay, chân to lớn, trông không giống như những đứa trẻ bình thường khác. Ngài cha dùng sức mạnh vốn có trong cơ thể mình làm náo loạn cả cung đình. Tiên trưởng thấy sự ngông nghênh của Nai cha nên dùng vòng càn khôn quyền khống chế sức mạnh của nó. Còn mẹ cậu bé thấy con mình không được chào đón nên khóc lóc thảm thiết, cầu xin mọi người dừng lại, đừng giết hại đứa trẻ. Khi thấy con mình phá phách như vậy thì người mẹ lại dịu dàng an ủi, Nai cha lúc này ngoan ngoãn trong lòng mẹ. Thái Công Báo sau khi đánh cắp được viên linh châu đã mang nó cho Đông Hải Long Vương. Long Vương yêu cầu hắn nhận con mình là Ngao Bính làm đệ tử và mong con mình sau này có thể trở thành tiên giới. Sau khi biết được con mình chỉ sống được 3 năm thì Thiên Lôi sẽ tìm tới lấy mạng, nên Lý Tịnh đã nhanh chóng đi tìm Sư Tôn mong được hóa giải bùa chú. Nhưng tới nơi thì không gặp được ngài, bèn trở về hạ giới. Do chênh lệch thời gian nên giới trần gian lúc này đã trôi qua 1 năm. Trước khi trở về, thần canh cổng đã giúp đỡ giải bùa bằng cách trao đổi bùa chú, nhưng cần tìm người có chung dòng máu, chịu hy sinh cho người bị dính bùa. Lúc Thiên Lôi tới thì người cùng máu mủ sẽ nộp mạng thay. Nói rồi Lý Tịnh đồng ý hy sinh cho con trai mình, cầm 2 lá bùa và trở về. Sau 1 năm, Nai cha đã khôn lớn, võ nghệ cao cường, nhưng vì tính cách hồng hách coi trời bằng vuông của mình, cậu bé bị giam cầm trong phủ. Thấy con trai buồn bã vì không ai chơi cùng nên người mẹ bèn rủ cậu bé đá cầu. Nai cha vô tư không nghĩ tới sức mạnh của mình sẽ khiến cho người khác bị thương nên cậu bé đã dùng hết sức mình để đá cầu. Cậu bé đá mạnh tới nỗi làm vỡ hết các bức tường thành. Nhìn con chơi vui vẻ khiến người mẹ vô cùng hạnh phúc, quên cả đau đớn. Nhân cơ hội không có cha, mẹ ở nhà, Nai cha liền bày mưu kế lẩn trốn ra ngoài. Nhưng đi tới đâu thì người dân trong thành đều sợ tới đấy, tới mức cậu phải đếm từ 1 tới 10 để cho ba tánh có thời gian ẩn náu để cậu ta đi tìm. Nai cha lấy làm căm hận những người dân, bởi vì họ lúc nào cũng nói cậu là yêu quái và xa lánh không ai chơi với cậu. Điều đó càng làm tính quỷ trong người đứa trẻ trỗi dậy nhiều hơn. Cậu bị phát hiện nên bị giam cầm trong phủ. Lúc này thời gian cũng trôi qua 2 năm, người mẹ vô cùng đau lòng vì sắp rời khỏi con mình. Cha mẹ và sư phụ tìm cách huấn luyện cho Nai cha trở thành người lương thiện. Sáng hôm sau, trong lúc cậu tìm cách tẩu thoát thì vô tình thấy bức tranh chắn ngang mình, rồi Nai cha bị cuốn vào trong đó. Tới một nơi đẹp tựa như chốn thần tiên, Thái Ất xuất hiện bên cạnh nói rằng từ nay về sau cậu sẽ trở thành đồ đệ của mình, ngài dạy cho cậu những phép thần thông để mong sửa chữa được tính quỷ quái trong người. Nai cha cho rằng mình đã giỏi nên không bái sư, không đồng ý tập luyện. Lúc này cha mẹ xuất hiện khuyên nhủ và dối rằng cậu là người sinh ra bởi viên ngọc linh châu mà sư tông đã phái tới, không phải là yêu quái như mọi người vẫn nghĩ. Nai cha nghe vậy vui vẻ, lập tức đồng ý tập luyện hăng say. Vốn thông minh hơn người nên cậu học rất nhanh, chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn đã thành thạo mọi tiên thuật. Nhưng vì tính cách bướng bỉnh của mình, trong quá trình tập luyện, thay vì diệt trừ yêu quái, cậu cũng giết luôn cả những người dân vô tội. Thấy được nhược điểm của con trai nên người cha đã khuyên ngăn, nhưng Nai cha vẫn tính nào tật nấy. Thậm chí còn đánh cắp cây bút thần và vẽ đường thoát ra khỏi bức tranh. Khi ra ngoài, Nai cha lập tức đi tìm yêu tinh để trừ yêu nhằm thể hiện bản thân. Cậu muốn cho mọi người thấy rằng mình là người anh hùng, nhưng trong quá trình săn lùng yêu quái, cậu đã phá hoại cả buôn làng. Trong một lần đánh nhau với yêu quái thủy thần thì bị bá tánh nghi ngờ là ăn thịt đứa bé vô tội. Lần ẩu đả ấy cậu đã gặp được Ngao Bính. Trong lúc cứu đứa bé thì không may Ngao Bính bị nhiễm độc bởi yêu quái, Nai cha đánh bại yêu tinh tìm thuốc giải cho gã ta.
Từ đó họ kết thân là tri kỷ với nhau, cùng chơi đá cầu trên bờ sông vui vẻ. Và đây cũng là lần đầu tiên cậu có người bạn duy nhất nên vô cùng hạnh phúc. Trước khi rời đi, Ngao Bính tặng cho Nai Cha một con ốc bầu với lời rằng khi nào muốn tìm hắn, chỉ cần ra bờ sông thổi thì hắn sẽ xuất hiện. Sau rồi Ngao Bính trở lại Long Cung, ngoài ý muốn biết được thân thế của mình, vậy mà lưng đeo toàn bộ vận mệnh Long Tộc. Long Tộc dù sao là dòng dõi yêu thú, do đó đã không được thiên đình tín nhiệm. Linh Châu là cơ hội duy nhất mà Long Tộc chờ đợi ngàn năm qua. Chỉ có Ngao Bính sau này phong thần, kiến công lập nghiệp mới có cơ hội đem Long Tộc triệt để rời khỏi đáy biển luyện ngục này. Lúc này Ngao Bính biết rõ chính mình gánh vác vận mệnh ngàn vạn Long Tộc. Do đó mà mảy may không cho phép có bất luận cái gì sơ sót xảy ra. 10 ngày sau là ngày sinh yến hội của Nai Cha. Theo đó, vợ chồng Lý Tịnh quyết định để cho Bách Tính tới đây dự tiệc sinh nhật. Thuận tiện cũng tại trận yến hội giải khai vụ hiểu lầm, nghi oan Nai Cha là người bắt đứa bé hồng đó. Nghe vậy, Nai Cha mặt mày hưng phấn đi tới bờ biển tìm Ngao Bính. Cậu hy vọng Ngao Bính có thể tới ngày sinh yến hội của mình, chỉ là cậu lại không biết lai lịch của Ngao Bính, mà trong ngày yến hội chính là cơ hội tốt nhất để Ngao Bính tru sát ma đồng nhằm quang minh chính đại cứu vớt Trần Đường Quan. Vì đầu này toàn thể Long Tộc đem lân phiến cứng rắn nhất, hợp thành vạn long giáp cho Ngao Bính để phòng thủ. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, chẳng diện yến hội sinh nhật 3 tuổi sắp tổ chức. Trước giờ lên sân khấu, thần công báo xuất hiện, nói cho Nai Cha biết thân phận thực sự của mình. Nai Cha biết được thân phận của mình, liền nghĩ rằng phụ mẫu cùng Thái Ất chân nhân để cho mình ở bên trong Sơn Hà xã Tắc Đồ tu luyện là vì để cho mình ngốc tới chết mới thôi. Mặc dù Thái Ất chân nhân đem hỏa tiêm thương, hỗn thiên lăng thậm chí là tọa kỵ yêu thích nhất đều tặng cho Nai Cha, mà phụ thân cậu cũng đưa cho một cái phù bình an. Nhưng lúc này, Nai Cha đã tin vào những lời của thân công báo, nên tin rằng họ đang lừa gạt mình. Thế là cậu lập tức niệm chú khống chế càn khôn quyền, trước mặt mọi người huyễn hóa thành thiếu niên ma đồng, chuẩn bị đại khai sát giới. Làm cha lại làm sao có thể thờ ơ nhìn xem hài nhi nhập ma đại khai sát giới. Lý Tịnh biết rõ không địch lại nhưng vẫn cố gắng phấn đấu quên mình chặn lại. Do mất đi càn khôn quyền khống chế nên ma tính đại phát, Nai Cha không chút nào niệm tình sư đồ hay tình cha con. Đôi bên phân ra đánh nhau. Thái Ất chân nhân cùng Lý Tịnh song song liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế được một lúc. Tràng diện một trận hỗn loạn không chịu nổi, Bách Tính bốn phía chạy toán loạn, tử thương vô số. Ngao Bính mặc dù gánh vác Long Tộc vận mệnh nhưng lương tâm chưa mất. Hắn thực sự không đành lòng hy sinh một nhà ba người cùng với Thái Ất chân nhân để đổi lấy cơ hội dương danh. Thế là Ngao Bính quyết định xông vào nguy hiểm, nghĩ cách cứu viện phụ mẫu của Nai Cha cùng Thái Ất chân nhân. Linh Châu chuyển thế khoác vạn long giáp, quả nhiên ra tay bất phàm. Hắn không có ý định tổn thương tính mạng Nai Cha nên đã dùng huyền băng chi thuật đóng băng cậu ta. Bên này Thái Ất chân nhân thừa cơ hội liền vội vàng niệm chú càn khôn quyền, lần nữa đem Nai Cha khống chế. Sau khi khôi phục thần trí, Nai Cha nhìn thấy tràng diện tan tác liền chọn cách lao vào rừng rậm khóc nức nở. Phong Hỏa Luân lần nữa biến trở về bộ dáng tọa kỵ tiểu trư, kèm theo một tiếng hắt xì đánh ra. Nai Cha thấy được hình ảnh phụ thân và sư phó đi cầu Thiên Tôn giải chú. Thiên Tôn chú khó giải, nhưng nếu lấy mạng đổi mạng lại có thể. Tới đây thì cậu biết được tấm bùa mà phụ thân tặng cho, đeo bên hông chính là bùa mạng đổi mạng. Giờ khắc này cậu đột nhiên minh bạch lời phụ thân đã nói, không cần để ý ánh mắt của người khác, ngươi là ai, chỉ có ngươi mới là người có tiếng nói cuối cùng. Sau khi trợ giúp Nai Cha khôi phục thần trí, Lý Tịnh mặc dù cảm kích Ngao Bính, vậy nhưng khí tức trên thân Ngao Bính cực kỳ đặc thù, khá giống với khí tức lúc Nai Cha mới sinh ra. Do đó ông đã tìm cơ hội lột xuống trường bào của gã. Tới đây thì mọi việc được sáng tỏ, Ngao Bính bị mọi người hắt hủi, mà Thái Ất chân nhân cũng tưởng lầm là Long Tộc trộm lấy Linh Châu, cho nên chuẩn bị ít ngày nữa liền khởi hành báo cáo Thiên Tôn để vạch tội. Nghe những lời này, Ngao Bính tâm loạn như ma, không biết làm thế nào mới phải. Thân công báo thừa cơ giật dây nói, vì kế hoạch hôm nay chỉ có để cho tất cả mọi người ở đây chôn cùng thì tin tức mới không bị lộ ra ngoài. Nghe vậy, Ngao Bính quyết định đại khai sát giới, muốn tàn sát tại chỗ tất cả Bách Tính, chôn sống Trần Đường Quan. Hai vợ chồng Lý Tịnh thân là người cầm đầu nên đi tiên phong, chỉ là đôi bên chênh lệch thực lực quá lớn, cộng thêm trên thân đối phương lại có vạn lân giáp nên không bị mảy may chút nào. Vợ chồng Lý Tịnh căn bản không phải đối thủ nên lập tức bị Ngao Bính đóng băng trên mặt đất. Ngay lúc đang định xuống tay hạ sát thì gã đột nhiên cảm nhận được một cỗ hỏa diễm mãnh liệt từ phía sau lao tới, thế không thể cản. Ngao Bính không dám khinh thường, vội vàng ngưng thành kết giới băng phong ngăn tại trước người. Lúc này thân hình Nai Cha lao tới, đồng thời ra sức nhất kích đâm xuyên qua băng phong. Mặc dù bị càn khôn quyền khống chế nhưng Nai Cha lại không mất ý thức, chỉ là năng lực lại bị yếu đi rất nhiều. Nhưng dù vậy,
cậu lại nhạy bén sử dụng chân thuật biến hình củ ngò bính chiến đấu. Một bên khác, Thân Công Báo cùng sư huynh Thái Ất Chân Nhân cũng đọ sức. Bốn người hỗn chiến trong lúc nhất thời khó phần cao thấp. Thái Ất Chân Nhân vốn định đem ngò bính cùng Thân Công Báo nhốt vào bên trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, nhưng không ngờ cũng bị Thân Công Báo kéo vào bên trong. Bốn người đánh nhau từ ngoài vào trong, đồng thời ra sức cướp đoạt sang sơn bút. Cuối cùng, Nai Cha thành công lấy được và thoát khốn. Sau khi thoát khốn, Thân Công Báo ngăn lại Nai Cha nhằm kéo dài thời gian. Ngao Bính thi triển băng phong đại thuật chuẩn bị chôn sống Trần Đường Quan. Vợ chồng Lý Tịnh xuất thủ ngăn cản nhưng không được và bị đối phương phản công lại. Nai Cha nhìn thấy phụ mẫu nguy cơ liền vội vàng phấn đấu quên mình nhào tới. Ngao Bính biết thuật pháp nhất thiết phải xong xuôi trước khi thiên kiếp hạ xuống, thế là hắn liền hóa thân thành cự long nhằm toàn lực thi triển thuật pháp. Điều này trực tiếp khiến cho bách tính của Trần Đường Quan rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu như tấm băng thực sự bị rơi xuống, khi đó Trần Đường Quan sẽ chính thức trở thành mồi chôn. Nai Cha thấy vậy liền thôi động Càn Khôn Quyển, mở ra phong ấn phóng thích sức mạnh, ra sức ngăn cản. Ngò Bính ở trên cao nhìn xuống, chân đạp tấm băng ngạo mạn nói với Nai Cha: "Người thân là ma hoàn, vận mệnh đã như vậy, cái này chính là mệnh của người." Đối mặt với cự long cùng tấm băng áp xuống, cơ thể Nai Cha gần như chạm tới cực hạn, nhưng cậu vẫn không hề chịu thua, cậu quát lên: "Mệnh ta do ta, không do trời, là ma hay tiên, mình ta nói mới tính." Sau câu này, Nai Cha bộc phát ba đầu sáu tay, trong nháy mắt phun ra hỏa diễm ngập trời và giành lại thế công, trên tay cầm hỏa tiêm thương đâm về phía Ngao Bính. Vậy nhưng cuối cùng đã dừng lại ở trước con mắt của gã. Đối mặt với câu hỏi "Tại sao người không giết ta?", cậu nói rằng Ngao Bính chính là bằng hữu duy nhất của mình. Tới đây thì có một câu nói mà mình cảm thấy rất thích: cách nhìn của người khác đều là bỏ đi, ngươi là ai chỉ có chính ngươi định đoạt, nếu vận mệnh bất công thì đấu với nó tới cùng. Một lời nói này triệt để giải khai vấn đề của Ngao Bính. Hắn sinh ra đã là yêu tộc, vậy nhưng sau này hắn là ai, vậy thì chỉ có tự thân hắn nói mới tính. Trước khi lôi kiếp hạ xuống, Nai Cha đã dùng Hỗn Thiên Lăng trói buộc cha mẹ tại một chỗ, sau đó xé bỏ hộ thân phù mà Lý Tịnh đã đưa cho. Cậu quyết định tự mình đối mặt với chính vận mệnh của mình. Thân thể nhỏ bé của cậu không tự chủ được lơ lửng vào bên trong thiên kiếp. Phía trên trời, mây đen cuồn cuộn kéo tới mang theo lôi đình chi lực kinh khủng. Điện long tại bên trong tầng mây như ẩn như hiện, tích góp làm cho người khác nhìn thấy phải run sợ. Thương sinh vạn vật phảng phất như đều bị thiên địa này áp lực khiến cho không thở nổi. Lôi vân ngưng tụ thành lôi trụ cực lớn đánh lên người Nai Cha. Đúng lúc này, Ngao Bính quyết định nhảy vào lôi trì muốn trợ giúp Nai Cha vượt qua lôi kiếp, nhưng thiên kiếp ngưng tụ lôi đình như thế chẻ tre, thậm chí đánh nát tấm khiên vạn lòng giáp hầu như không còn một mống. Nai Cha cùng Ngao Bính tựa hồ đã tới đường cùng, hai người cầm tay nhau chuẩn bị cùng chết thì chuyện đã không nghĩ tới xảy ra. Khi cả hai kết hợp liền dẫn phát Hỗn Nguyên Châu hấp thu vạn vật linh khí thiên địa, và thế là lôi điện đánh xuống bị hấp thu một phần, nhưng phần còn lại thì vẫn như cũ không phải sức hai người có khả năng tiếp nhận. Trong thế ngàn cân treo sợi tóc, Thái Ất Chân Nhân quyết định mạo hiểm dùng thêm pháp bảo của mình tới trợ giúp. Ông ra sức lao lên không trung và mở ra bảy sắc bảo liên đem hai người thu vào bên trong. Thiên lôi ầm ầm vang xuống, đạo hạnh của Thái Ất Chân Nhân dù sao thì cũng không có cường hãn tới mức có thể đối cứng được thiên lôi nên bị đánh nằm tơi tải trên mặt đất. Vợ chồng Lý Tịnh đau lòng, khóc nức nở, lục lọi trong đống phế tích tìm kiếm thể xác của nhi tử. Họ tìm thấy một khỏa thất sắc bảo liên, bên trong chính là Nai Cha và Ngao Bính. Nai Cha cao hứng cho là mình đã vượt qua lôi kiếp, nhưng Thái Ất Chân Nhân liền cắt ngang. Ông nói rằng thất sắc bảo liên chính là pháp bảo của sư tôn, mặc dù không thể bảo vệ nhục thân nhưng lại có thể bảo trụ linh hồn. Chỉ cần linh hồn bất diệt, vậy thì còn có một tia hy vọng. Lý phu nhân nhìn thấy linh hồn nhi tử vẫn còn thì cũng yên tâm khóc hồ lên. Mọi người xung quanh đi tới cúi đầu. Thế nhân đều nói thiên đạo vô tình, nhưng lại không biết vô tình cũng là nhân từ lớn nhất của thiên đạo. Đại đạo 50, thiên diễn 49, chỉ lưu lại một chút hy vọng sớm. Có lẽ nhục thân Nai Cha được tái tạo cũng chỉ là chuyện sớm muộn,